Đêm qua, vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Tại Tuyên Quang, Yên Bái, mưa trên 130mm. Ban đầu ghi nhận một người thiệt mạng do bị lũ cuốn. Theo thông tin từ huyện Chim Hóa, tỉnh Tuyên Quang, do mưa lớn đêm qua một người khi đi qua cầu tràn đã bị lũ cuốn trôi tại thôn Tân Hội, xã Tân An. Đến 7 giờ sáng nay thì đã tìm thấy thi thể. Tại xã Mò Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, mưa lớn chút xuống đêm qua, nước rút không kịp đã gây ngập lụt các tuyến giao thông. Cầu tràn trong xã có nơi nước ngập cả vào nhà dân. Cảnh báo mưa lớn vẫn tiếp diễn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ từ giờ cho đến sáng ngày 23 tháng 8, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các sườn đồi núi Ta Luy Dương và ngập úng cục bộ khu vực trũng thấp. Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Chiều qua mưa lớn kèm gió giật mạnh vào giờ tan tầm tại thành phố Hồ Chí Minh đã khiến hàng loạt cây xanh bật gốc. Ghi nhận cho thấy là tại một số nơi trên đường độc lập Tân Hương, quận Tân Phú, cây xanh đã bật gốc ngã xuống đường gây nguy hiểm cho người đi đường. Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mây rông phát triển mạnh đã gây mưa rào kèm theo rông xét tại huyện Bình Chánh và các quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, quận 12. Lượng mưa đo được có nơi hơn 40 mm. Sau trận mưa lớn vào chiều qua thì sạt lở nghiêm trọng đã tạo thành một hố sụt tại quốc lộ 18B đoạn đi qua bản Tài Phố, ở xã Quảng Đức của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Vị trí sạt lở là mái ta luy âm dài khoảng 30m sâu 20m, đứt dọc và sói trôi 2 phần 3 mặt đường, gãy vỡ cống thoát nước ngang đường. Hố sụt chia cắt hoàn toàn tuyến đường từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh nối tới quốc lộ 18A. Tại hiện trường thì các lực lượng chức năng đã cắm biển, đặt hàng rào, trăng dây cảnh báo nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn người và phương tiện tạm thời không lưu thông để đảm bảo an toàn. Hiện thì công tác khắc phục vẫn đang được tiếp tục triển khai.